chớp ngâm tù. Rồi đất liền cơn bão lòng cuồn cuộn sóng hoàng sa. Chúng ta đang có mặt ở giữa thủ đô Hà Nội, ở giữa những ngày tháng 8 lịch sử. Hôm nay chúng ta là những người quan tâm đến tình hình chính trị và quan tâm đến tình hình bọn phản động, bọn kẻ xấu hay xuyên tạc để hạ, nhằm hạ vai trò của cuộc cách mạng tháng 8, cũng như vai trò của phong trào Việt Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và người đứng đầu là Bác Hồ kính yêu. Hôm nay chúng ta đang có mặt tại giữa mùa thu Hà Nội, giữa tháng 8, thì cũng xin các anh cho biết chúng ta hội luận xung quanh vấn đề là bọn dân chủ ấy, nó hay xuyên tạc là gì? Những cái ngày nếu không có Bác Hồ và Đảng Cộng sản dẫn dắt và phong trào Việt Minh ấy, thì những ngày tháng 8 và tháng 9 hoặc là sau đó một chút thôi thì chính quyền sẽ về tay nhân dân, bởi vì lúc đó là bọn Nhật thì bị đánh bại rồi, phát xít Nhật đánh bại, Pháp thì suy yếu rồi. Thế thì theo ý kiến các anh là những người cũng tương đối quan tâm những vấn đề chính trị, lịch sử của đất nước, các anh có ý kiến gì ạ? Mời các anh. Theo quan điểm của tôi nghĩ thì trong những ngày cách mạng tháng 8 này, chúng ta lại nhớ về cội nguồn, nhớ về cái cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 mà Đảng Cộng sản và nhân dân ta đã đứng lên cướp chính quyền từ tay Nhật để thành lập được nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đó là một cái điều mà đến nó là cái nền tảng cho đến ngày hôm nay. Vậy thì bọn chống cộng cực đoan ở nước ngoài, chúng đang ra giả, chúng phủ nhận cái thành quả cách mạng tháng 8, phủ nhận cái công lao của Đảng Cộng sản đã xây dựng và thành lập lên cái đất nước Việt Nam này. Đó là một cái luận điệu cực kỳ xuyên tạc, và như thế là chúng dùng các cái luận điệu đó để chúng bóp méo sự thật, chúng đánh đồng cái các cái luận điểm để như làm sao để hạ thấp cái uy tín của Đảng Cộng sản. Thế thực ra là cách mạng năm 1945 là Đảng và nhà nước ta đã cướp chính quyền từ tay Nhật chứ không phải cướp chính quyền từ tay Pháp. Đấy. Có đúng không ạ? Như vậy là chúng ta phải biết rằng là khi mà một cái đất nước đang ở trứng nước như thế, cái mục đích của Hồ Chủ tịch là gì? Là phải giành lại được độc lập dân tộc. Đấy. Mục đích là giành lại độc lập dân tộc và mọi người được bình đẳng, ấm lo, hạnh phúc. Có đúng không? Thế vậy thì tôi nghĩ rằng đối với lại bọn chống cộng cực đoan ở nước ngoài, chúng đang phủ nhận cái thành quả cách mạng đó của nhân dân ta. Và nếu không có Đảng, không có Chủ tịch Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ không biết đất nước Việt Nam sẽ đi về đâu. Và chúng ta sẽ không bao giờ có cái thành quả như ngày hôm nay, như các bạn đã thấy trong màn hình, một khung cảnh rất yên bình giữa thủ đô Hà Nội. Anh có ý kiến gì không mời anh? Vâng, thì cũng tiếp lời anh Bảo Trâm lấy cái câu hỏi của anh Bảo Trâm lấy câu hỏi, tôi muốn làm sáng tỏ một vài cái ý trong đấy. Khi mà anh nêu câu hỏi là các thế lực thù địch và cái bọn chống cộng đoan ấy, hay nói là nếu như mà không có Đảng Cộng sản Việt Nam, không có mặt trận Việt Minh và không có Bác Hồ thì sẽ có nghĩa là nếu như không có những cái con người đó, không có những mặt trận đó thì sau 1945 đất nước Việt Nam cũng vẫn sẽ là tự do. Nhưng mà mọi người không hiểu rằng là cái, ví dụ như cái thời điểm đấy là chính phủ Trần Trọng Kim là gì, nó có thực sự, nó chỉ là có tiếng nhưng nó không có thực lực, mà chính phủ Trần Trọng Kim là do người Nhật dựng lên. Nhật đã bị đầu hàng đồng minh rồi thì nó làm gì còn chính phủ bù nhìn nữa. Không có ngân quỹ, không có quân đội nên là bọn dân chủ ấy. Anh thấy Linh Hoàng thường nhắc đến bọn chống cực quan ở nước ngoài, nhưng tôi bổ sung thêm là cả dân chủ trong nước nữa, nó sổ toẹt. Và nó nói rằng là gì, từ thời Trần Trọng Kim, chính phủ Trần Trọng Kim đã là một chính phủ độc lập rồi đấy, cái bọn ngu dốt nó thế. Chính phủ Trần Trọng Kim nó chỉ là bù nhìn thôi, nhìn thôi, bởi vì do Nhật dựng nên và nó chỉ tồn tại trong có một tuần chứ không hơn. Thực ra là mình kể cả bên Việt Minh có lật đổ đi chăng nữa vì nó là theo Nhật. Đúng vì rồi. Nhật cái thời xu thế, cái thời điểm, thời tất yếu của nó là Nhật đã đầu hàng. Đúng rồi. Và Nhật bắt buộc phải sụp đổ. Lúc đó là Nhật đầu hàng vô điều kiện. Vâng. Lúc đấy là vậy mình... mà chính phủ dạ. Trần Trọng Kim làm gì có chúng. Chẳng qua chính phủ Trần Trọng Kim chỉ là chính phủ bù nhìn.
mà thôi. Do vậy trong chính phủ Trần Trọng Kim không có quân đội, không có tài chính, không có cái gì cả, thì làm sao gọi là một chính phủ được? Mà do vậy mà danh nghĩa thôi. Nó chỉ mang cái danh nghĩa là chính phủ thôi, chứ còn thực ra nó không có cái gì cả, bởi vì trong chính phủ đó không có quân đội, không có tiền, cũng không có cái gì cả, thì làm sao mà được gọi là một chính phủ? Bởi vì nó còn có cơ quan lập pháp, cơ quan hiến pháp, có đầy đủ các cái chức năng mới được gọi là chính phủ chứ, đúng không? Vậy thì cái chính phủ đấy chỉ tồn tại được một thời gian rất ngắn và họ tự động tan rã. Thế thì tại sao này gọi là chính phủ Trần Trọng Kim làm một chính phủ được? Đấy là một cái luận điệu xuyên tạc lịch sử của bọn đang có cái xu hướng chúng sử âm mưu để diễn biến hòa bình, để đánh đồng cái lịch sử, xuyên tạc lịch sử, để phủ nhận cái thành quả cách mạng của dân tộc. Và một cái sự khốn nạn nữa là gì? Chúng vin vào cái từ chúng ta hay dùng là gì? Cướp chính quyền. Để nó nói nên là đảng mình là đảng cướp, bạn từ lúc ra đời đã đảng cướp rồi. Đấy. Thực ra lúc đó là mình thì đang một cổ hai chồng thôi, thực dân, đế quốc và phong kiến. Thế thì người dân mình thì làm sao nhỉ? Ở một đất nước nông nghiệp lạc hậu, 90% người dân mù chữ, và thằng Nhật nó để lại cho 2 triệu người chết đói. Thế mà khi mà chính phủ của Bác Hồ thành lập thì làm sao? Ngân quỹ trống rỗng, đúng không ạ? Có phải kêu gọi tuần lễ vàng, ngày diệt giặc, rốt giặc đói, vân vân. Thế thì theo anh ấy, Thế Linh Hoàng ấy, mình dùng từ cướp chính quyền đây có chuẩn hay không mà vẫn dẫn nay vin vào để xuyên tạc? Và như tôi để ý thì những năm gần đây là mình không dùng từ cướp chính quyền nữa, mà mình nói là giành chính quyền. Nếu anh để ý trên các phương tiện thông tin đại chúng đấy, các phương tiện thông tin đại chúng là dùng từ là giành chính quyền về tay nhân dân. Thực ra nếu mà bọn dẫn ý, nó bới bèo ra bọn nó vin vào câu chữ cướp ấy để nó vu cho đảng mình đảng cướp ấy, thì anh có ý kiến gì về cái luận điệu này? Theo tôi nghĩ là cái luận điệu này ấy, thì trước đây thì đảng và nhân dân nước ta cũng có những cái sử dụng cái từ là cướp chính quyền từ tay Nhật để giải phóng đất nước là có, tôi phải công nhận như vậy. Nhưng qua quá trình phát triển kinh tế và hội nhập thì đảng ta không dùng cái từ cướp chính quyền nữa, mà dùng cái từ giành lại chính quyền về tay nhân dân. Tôi nói rất chuẩn. Đó là câu đó cực kỳ chuẩn luôn. Thế và cái bọn chống cộng nước ngoài chúng đang sử dụng cái từ cướp chính quyền để nó đổ tội cho đảng Cộng sản là đi cướp chính quyền từ chính phủ Trần Trọng Kim. Đấy. Và chúng còn rêu rao là đảng Cộng sản vào cướp cả chính quyền miền Nam. Đấy. Đó là một cái luận điệu vu khống và xuyên tạc một cách bịa đặt mà không có cái chứng cứ nào cả. Thực ra là em nghĩ rằng dùng cái từ cướp và từ giành ấy thì nó chỉ phù hợp vào cái hoàn cảnh, cái điều kiện lúc đấy. Chắc chắn là như thế, vì cái lúc đấy ấy, dân mình là hầu như là mù chữ và gần như là tay không. Đúng rồi. Để lãnh đạo có nghĩa là để giành chính quyền, mình phải dùng bạo lực cách mạng để giành chính quyền. Cái đấy cái lúc đấy chúng nó có súng. Mình chỉ có như Bác Hồ nói, ai có súng thì dùng súng, ai có gươm thì dùng gươm, ai có không có súng có gươm thì dùng quốc thuộc gậy gộc. Đấy là cái câu kêu gọi của Bác Hồ. Vì lúc đấy thậm chí là chữ cán đôi còn không biết. Vì bản chất của Việt Nam lúc thời bấy giờ là một nhà nước phong kiến. Nhà nước phong kiến mà toàn dân sau 1945 có tới 99% là mù chữ. Không, người dân không được đi học. Và bọn Nhật nó phá hủy những người trồng lúa để chúng đi trồng đay, cho nên gây lên một cái nạn đói mà hơn 2 triệu người dân bị chết đói. Đó là một cái tội ác rất khủng khiếp mà khi chúng bắt nhổ lúa lên để trồng đay. Thế và khi không có lương thực thì nhân dân bị chết đói. Thế và lúc đấy là Đảng Cộng sản Việt Nam đã đứng lên để giành lại chính quyền và lấy từ tay Nhật để giải phóng được đất nước. Và lúc đấy Đảng Cộng sản đã chia ruộng đất cho dân nghèo, và mỗi một người đã được như thế là một sào rưỡi ruộng. Đấy. Thì tôi nói đến đây tôi có một cái câu chuyện, tức là khi bố tôi là đang đánh nhau ở trên Điện Biên thì ở nhà có nhận được một cái bức thư ở nhà là nhà mình có ruộng rồi, tức là được chia ruộng đất rồi. Và cái lỗi vui mừng rất là khôn xiết khi bố tôi đang đánh nhau ở trên Điện Biên. Đấy.
thì bố mẹ tôi là những người mà cùng tham gia cái cuộc kháng chiến chống ở trên Điện Biên Phủ, và hai người lấy nhau ở trên Điện Biên Phủ ở giữa rừng. Do vậy mà khi mà ông bà tôi là viết thư lên là nhà mình đã được chia ruộng đất, đó là một cái niềm vui rất là khôn xiết, đó là một cái tấm lòng mà cái chủ trương của Đảng Cộng sản đã giành lại được độc lập đất nước, đã giành lại được cái quyền con người cho nhân dân Việt Nam, và chúng ta được thực sự là một người dân có quyền được sống, được hưởng hạnh phúc trên một cái đất nước tự do và yên bình như thế này. Cho em nói thêm một vài câu nữa về cái vấn đề mà người dân mình, cái tầng lớp nông dân ấy, mà có những đa phần ấy là tầng lớp bần cố nông, có nghĩa là không có ruộng đất gì cả, ở nhờ ở đợ, làm thuê cuốc muốn, thậm chí còn không đủ ăn. Đấy, ví dụ như mọi người có thể đọc được những cái tác phẩm thời trước cách mạng ấy, như là Chị Dậu ấy chẳng hạn ấy, những người ta rất là khổ. Đấy là tầng lớp nông dân, tầng dân và bần cố nông. Nhà văn Nam Cao. Đấy, thì em cũng muốn nói rằng là về một cái khía cạnh nữa, như là lúc đấy là về cái khía cạnh về cái tuyên truyền và xuyên tạc của lũ chống cộng cực đoan bên kia ấy, là về vấn đề là Nhật, chính phủ Trần Trọng Kim đã từng cái năm 45 ấy, khi mà nó còn nói là còn có cả đoàn tàu hỏa của Nhật, và chính phủ Trần Trọng Kim chuyển gạo từ miền Nam ra để cung cấp cứu đói cho đồng bào miền Bắc. Nhưng em nghĩ cái hoàn toàn cái đấy là thiếu cơ sở, và nó còn nói là Việt Minh còn cướp cả tàu, cướp cả thả gạo thóc ở trên tàu. Em nghĩ là hoàn toàn là không phải, vì thực ra khi mà cái cuộc khởi nghĩa của cách mạng giành chính quyền năm 45 ấy, là do nhà nước, do Việt Minh và dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản há kho thóc Nhật để cứu đói cho dân nghèo. Còn cái chuyện mà chính phủ Trần Kim nó không có thực quyền, nó chỉ là có tiếng chứ không có thực lực gì cả, thì nó làm sao mà nó điều được cả những cái tuyến tàu hàng, có nghĩa là chuyến tàu chở thóc gạo ra miền Bắc được. Đấy là nó đánh đồng thôi anh ạ. Cái thời đấy là cái tại sao có những đoàn tàu mà Nhật nó sở hữu, nó chạy từ Nam ra Bắc, nó bị đánh phá, nó bị thả bom là máy bay đồng minh đánh, và đánh có nghĩa là chặn đánh những đoàn tàu của Nhật. Thực ra đó là đoàn vận lương của quân đội Nhật. Đúng rồi. Bị máy bay đồng minh đánh bom. Chứ không phải đó. Là nó nhưng mà nó chuyển xuyên đến để nó cứu đói. Đấy là cái đoàn hậu cần vận binh của phát xít Nhật. Chứ không phải là nó thực cứu. Ra là Nhật chẳng cứu gì, cứu đói gì cho nhân dân miền Bắc cả. Nó gây ra nạn đói để là chúng gây ra nạn đói, và chúng muốn cho nhân dân Việt Nam là luôn luôn là một cái dân tộc nghèo đói. Đói thì mất cái ý chí kháng nghị, ý chí chiến đấu. Lúc nào chỉ lo đến cái dạ dày thôi. Thế thì thực ra cái từ cướp ở đấy là phải dùng tùy hoàn cảnh lịch sử. Và khi mà như anh Hoàng Thế Linh nói, chúng ta hội nhập rồi thì chúng ta không dùng từ cướp chính quyền nữa, mà dùng chính quyền là giành chính quyền về nhân dân. Giành tức là giành lại cái gì vốn có là thuộc của mình. Đúng không ạ? Cái từ đó chỉ dùng ở cái bối cảnh lịch sử và cái thời điểm lúc đó nó giống như cái phù hợp. Cái vai trò kinh tế bao cấp tập trung ấy, đúng với vai trò trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, mà khi mà mở cửa rồi chúng ta phải hòa nhập để cho kinh tế thị trường điều phối. Nói đến đây thì chúng ta phải hiểu rằng là nếu không có cái vai trò của kinh tế bao cấp tập trung đấy, thì làm sao chúng ta có được cái ngày hôm nay để chúng ta phát triển cái kinh tế theo cái con đường phát triển của xã hội chủ nghĩa, định hướng của xã hội chủ nghĩa. Có, vâng. Có đúng không? Có một chi tiết anh Hoàng Thế Linh nói, khi mà bố mẹ anh đang tham gia chiến dịch Điện Biên thì nhận được tin ở nhà là nhà mình đã có ruộng rồi. Đúng rồi. Đó là anh Hoàng Thế Linh muốn nói đến một cuộc cách mạng long trời nở đất. Đó là cuộc cách mạng về điền, tức là về cải cách ruộng đất. Đúng không ạ? Thế thì trong cuộc cải cách ruộng đất đó thì cách đây 5 năm Hà Nội mình cũng đã tổ chức một triển lãm về cải cách ruộng đất. Nhưng mà bọn dẫn nó kéo đến GB Nguyễn Hữu Vinh dẫn đầu nhóm nô kéo đến phá, nên là VTV phỏng vấn thì rất tắc trách phỏng vấn đúng rằng Nguyễn Tường Thụy là nhóm nô nó trả lời láo lếu. Sau đó là cái bảo tàng về cái cách đất đó phải lấy lý do là gì, vì lý do kỹ thuật mất điện đóng cửa sớm trước cái dự định. Tôi theo dõi rất sát. Thế thì có một chi tiết này chúng ta cùng có thể chia sẻ này, khi mà nói đến cái cuộc cách mạng long trời nở đất, mà cái từ mà của đấy là cái từ mà chính quyền mình dùng trong cái cuộc triển lãm về cái cách ruộng đất ấy, 60 năm cái cách ruộng đất. Thế thì
trong cuộc cách mạng đó thì bọn chúng xuyên tạc cuộc cách mạng về đất đai đó, tức là cuộc cái công dụng đất đó bằng cách là gì? Chúng liên tục, chắc chắn các bạn sẽ nhìn được rồi nếu mà quan tâm đến vấn đề này, chúng dùng cái bộ phim do nha tâm lý của Ngụy Quyền đóng chúng năm 63 là We Want to Ride, tức là chúng tôi muốn sống. Trong đó có hình là những cái người nông dân Bắc Bộ bị chôn sống và có cái lưỡi cày đi qua nó bừa vào đầu. Xin hỏi thời đó nhá, năm 4 không bao giờ, chúng ta chưa có điện ảnh nước nhà đâu. Vì sau phải chuyên gia của Nhật và Liên Xô quay thì mình có cái thước phim về năm 4 sau này, đúng không ạ? Chuyên gia về Nga ông Roland Kaplan và ông đạo diễn người Nhật đó cung cấp cho ta bộ phim màu đó. Chứ còn cái phim đó, phim đen trắng do nha tâm lý của Ngụy Quyền Sài Gòn nó đóng năm 1963. Thời thiệu ấy, thế thì bọn nó rất hay dùng cái bộ phim đó, hình ảnh đó để minh họa. Mà chẳng có một cái, kể cả khi mà nếu mình nói nhé, điện ảnh nước nhà phát triển mà quay được bộ phim thế nhé, thì chẳng ai người ta dùng cái bộ phim đấy để phản lại tuyên truyền của fan người ta cả, nếu mình khách quan. Và chúng ta nên nhớ đấy không phải phim tài liệu, mà đó là phim đóng. Mà phim đóng thì chắc chắn là phía bên kia đóng rồi, phía bên Ngụy đóng rồi. Phim làm sao bên phía chính phủ dân chủ Việt Nam Cộng Hòa đấy đóng bộ phim đó được? Bộ phim đó là bộ phim đóng chứ không phải phim tư liệu, tư tài liệu. Tài liệu thằng, đạo diễn nhớ là cái gì, là thằng cái gì Noãn đấy nhỉ, Nguyễn Noãn hay là gì đấy, Nguyễn nhớ Nguyễn đấy đấy, nó là đạo diễn. Đó là một bộ phim đóng mà do phía đối phương, phía Ngụy Quyền đóng chứ không giờ bên phía CIA tài trợ. Và nhà tâm lý đặt hàng, nhà tâm lý đặt hàng. Cái bộ phim đấy đã được giải, nó được giải nhất giải nhì ở cái ở những cái liên hoan của to gì nhỉ, xe to ở Đông Nam Á. Xe to Đông Á chống chống cộng. Tóm lại là cái khối mà tiền thân của ASEAN bây giờ đấy, đó khối chống cộng. Thế phim đó được đặt hàng bởi nhà tâm lý nó đóng. Đơn giản mình cứ tư duy nhá, phim đó không phải phim tài liệu mà là phim đóng. Vậy thì bên nào đóng? Chắc chắn là bên Nguyễn đóng, mà bên địch đóng tuyên truyền làm sao mình tin được? Đó, bọn chúng cố tình là đưa hình ảnh đó lên. Cái đó là những cái hình ảnh rất là xuyên tạc ở cái giai đoạn lịch sử năm 1954. Thực ra là điện ảnh của Việt Nam mới bắt đầu từ năm 1960, bắt đầu mới có cái điện ảnh từ năm 60. Liên Xô tài trợ cho 4 cái máy quay mà Liên Xô tài trợ 4 máy quay mà phim nhựa là 5,5 ly ấy. Đó. Cái thời đấy là có mà trường quay phim tài liệu trung ương đặt ở trên số 5 Hoàng Hoa Thám. Đúng rồi. Tôi là người gốc Hà Nội đây tôi rất là nhớ rõ luôn. Làm gì cái chuyện mà năm đó Việt Nam phải đóng được bộ phim thế. Như vậy là Việt Nam lúc đó là chưa có cái công nghệ đóng phim. Mà những cái thước phim đó là những thước phim họ đóng để lên án tuyên truyền láo về cái chế độ cộng sản và chính phủ cải cách ruộng đất Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cải cách ruộng đất của năm 1900 thì làm sao chuyện là bên ta đóng được, bên địch đóng. Vâng, thì anh Dũng nghe theo cái câu chuyện của chúng ta từ đầu giờ thì anh có một người con miền Nam, anh có suy nghĩ gì về cái câu chuyện của chúng ta? Bây giờ thì thật ra thì Quốc Dũng thì nói về lịch sử cách mạng tháng 8 thì Quốc Dũng lúc đó cũng chưa sinh ra đời. Nói cho đúng là như vậy. Quốc Dũng sinh ra vào năm 69, tức là sau cái cuộc đó. Đó. Thì bây giờ Quốc Dũng chỉ có thể tóm lại một vấn đề thôi. Thì qua cái vấn đề giữa hai anh vừa chia sẻ, đó cũng là một cái bài học lịch sử thêm với Quốc Dũng. Thì cái vấn đề cái quan trọng nhất mà Quốc Dũng cảm thấy, cảm nhận được ngày hôm nay, nó là như vậy thôi. Bây giờ chiến tranh đã đi qua rồi mà mình cảm thấy rằng nói chung là vị cha già dân tộc của chúng ta là Bác Hồ đã lãnh đạo toàn dân để mà có được cái ngày độc lập, có được một cái ngày hòa bình và Nam Bắc được thống nhất một nhà với nhau, chứ không còn phải là chúng ta phải đi qua những cái vĩ tuyến 17 đó, người ta gọi là hàng rào chắn. Đó là cái điều rất là mong muốn, là tất cả Nam Bắc, Nam Trung Bắc hoặc là một người con, một nhà, chứ không còn phải là người Bắc, người Nam, người Trung hay là dân tộc gì cả. Chúng ta đều là một người con dân Việt Nam, kể cả kiều bào ở hải ngoại cũng vậy. Tất cả chúng ta là con một nhà, là người Việt Nam đất, chỉ riêng duy trì một số thành phần do cái lòng hận thù, cái lòng mà cũng giống như là nó đang ăn sung mặc sướng trong cái chế độ của nó thì nó cũng ăn cái này cái kia, bởi vậy nó có cái câu là cứ một người đi làm lính Cộng Hòa thì nuôi cả một gia đình là như vậy. Quý vị thấy đi lương lính thì được bao nhiêu tiền, nếu mà nó không bòn rút, đúng không ạ, nó không bòn rút công quỹ thì dĩ nhiên là nó làm sao mà nó ấy được. Cho nên bởi vậy cho nên
cho nên nó là cứ là chúng nó là chỉ dùng đủ mọi cách để tuyên truyền. Cái mục đích chúng nó tuyên truyền về lịch sử Việt Nam, rồi nó tuyên truyền từ thời năm 45 cho đến già và tới bây giờ nó vẫn tuyên truyền. Đó là thứ nhất là chúng ta phải khẳng định rõ ràng nó là cái nghề, và nó là một cái nghề chứ không phải là bọn chúng cái gì hết. Thứ nhất là nó để nó moi tiền, thứ hai đó là vì nó hờn ghen, nó ganh tức đồ thế này thế nọ, nó cắt cái đó. Là bởi vậy cho nên là quý vị mong rằng quý vị kiều bào yêu nước chúng ta hãy tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử của chúng ta để tránh những cái chuyện của cái chương trình, nhất là các em sinh viên là con của kiều bào. Mà bây giờ khi lớn lên thì chúng ta là người dân Việt Nam, chúng ta phải có nghĩa vụ nói về cái lịch sử của ông cha mình, những cái sự oanh liệt của vị hậu chủ tịch bây giờ chúng ta đã đem lại cho cái đất nước này được có ngày hôm nay. Vậy cho nên đó là như quý vị thấy đó, bây giờ nếu không có cuộc cách mạng tháng 8, không có cuộc giải phóng 30 tháng 4 thì chắc có lẽ là Quốc Dũng sẽ không có được như ngày hôm nay, đúng không ạ? Đó, đó là cái vấn đề, đó là và Quốc Dũng muốn nói như thế nào. Vậy cho nên đó là đó. Mà anh Dũng à, anh Dũng ơi, Dũng mời anh ạ. À. Đó, quý vị thấy đi, nếu không có cách mạng tháng 8, không có ngày 30 tháng 4 thì anh em làm sao năm thì không có phải là người Nam Bắc chúng tôi là một làm sao mà từ miền Nam ra miền Bắc mà lại tự do thế được, ngăn sông cấm chợ đúng như Bắc Triều Tiên, Nam Triều Tiên bây giờ đúng không anh? Thì vâng, thế mai tôi hẹn anh 8 giờ nha, ra ngoài chỗ vườn hoa, chỗ gần Nam Bắc, chỗ vườn hoa Ngọc Hà. Vâng, đấy thì ngay cổng đấy, cổng đấy, xong rồi vào ta làm thủ tục để đi vào lăng ấy, thì sau khi vào lăng xong thì vào bảo tàng Hồ Chí Minh. Hôm nay có anh Thế Linh Hoàng anh dẫn rồi. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn động, trong lòng người